<laughs> vì rồi em là chiến binh siêu đẳng ghê okay, vậy <laughs> okay. ok ok vâng chào cả nhà à, mọi người đến từ đâu à, mình cùng giao lưu nhé hello chị lành hello chị la à OK, rồi mình sẽ bắt đầu ha. Hôm nay cái đề tài của Vân rất là hay nè. Sorry Vân vô bữa à, nay vô hơi trễ vì mấy đứa nhỏ nó đi đại học về chơi, cho nên là gia đình đi ăn uống bây giờ mới về tới nhà. À, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bảy bí quyết để tự tạo may mắn thành công cho mình. À, có phải là ai trong chúng ta cũng muốn mình làm kinh doanh thành công hoặc là À, mình làm tới đâu thì mình thành công tới đó đúng không? Thành công ở đây có nghĩa là mình muốn cái gì mình cũng có thể đạt được, nó gọi là thành công. Thì có phải là ai trong chúng ta cũng đang muốn là mình thành công về một cái lĩnh vực nào đó không? Nếu có các bạn bấm vào phần số 1 nè. Nếu có các bạn bấm vào phần số 1 nhé. Có phải ai trong chúng ta cũng muốn mình thành công về một cái lĩnh vực nào đó không? Ok. Hôm nay Vân sẽ chia sẻ là bảy cái bí quyết mà để tạo ra sự may mắn thành công cho bản thân của mình. À, Vân nhớ là lúc mà Vân còn nhỏ đó, Vân à, Vân không có không có được cái sự ưu chuộng của nhiều người xung quanh và mình hay có cái cái tự ti mặc cảm à, khi mà mình đến với ai đó, cái người ta nói cái gì cái mình hay 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 tự ái. À, và cái mình mình mặc cảm mình tự ti cái bắt đầu mình không muốn chơi với ai mình không muốn xã giao với ai hết và khi nào khi mình lớn lên á thì đặc biệt là khi mà vân cùng đồng hành với cơ hội kinh doanh nuôi skin á thì vân mới biết là mình có thể làm rất là nhiều việc Hello, chị Phương mình có thể làm rất là nhiều rất là nhiều việc và tất cả cái thành công hay là cái không thành công nó đều nằm trong lòng bàn tay của mình hết và khi mà vân hiểu đến đó rồi vân nói wow mình có thể làm được mà tại sao mình hạn chế mình như vậy đúng không rõ ràng là mình đang hạn chế mình cho nên là khi mà vân biết được cái chìa khóa thành công là bảy cái mà vân sắp sửa chia sẻ cho các bạn đó thì khi vân biết được cái này thì vân vân uh, cố gắng cố gắng hết sức để mình đạt được nó và cuối cùng thì vân cũng đạt được những cái gì vân muốn cho nên hôm nay là rất là hân hạnh để chia sẻ bảy bí quyết tự tạo may mắn thành công cho chính mình các bạn à, cái thứ nhất á hello chị kim cái thứ nhất á là à, mình luôn luôn giúp đỡ người khác các bạn cống hiến cho ra giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình giúp đỡ những người à, nếu mình có thể giúp đỡ thì mình mình giúp đỡ họ hết các bạn à, cống hiến cho ra bất thụ lợi cho ra đi các bạn thậm chí là những chuyến từ thiện những chuyến uh, nếu mình không có tiền đi từ thiện thì mình vô chủ quét đa hoặc là uh, lặt rác ở ngoài đường hoặc là thấy cái gì đó mà mình cảm thấy làm được thì mình cứ làm chứ mình không cần nhất thiết phải là có lợi thì mình mới làm các bạn và cái đó là cái chìa khóa rất 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 là lớn để cho mình có thể đạt được cái thành, trong, thành công trong cái cuộc sống của mình uh, và thứ nhì là nhận chấp nhận và chấp nhận hiện tại và làm thật tốt hiện tại. Okay. chấp nhận hiện tại và làm thật tốt hiện tại như thế nào các bạn? Có nhiều lúc á trong cuộc đời của mình có rất là nhiều cái bất an lắm. Bất an trong quá khứ và mình cứ đem cái quá khứ hoặc là cái hiện tại mà mình đau khổ đó mình cứ dày dật bản thân của mình mình cứ làm cho mình càng đau khổ hơn mình cứ rây rứt rồi mình sống cho quá khứ các bạn và mình mình nên chấp nhận chấp nhận nó đi nha chấp nhận những gì mình đang có vui vẻ với những gì mình đang có và mình làm thật tốt thật tốt để thay đổi nó biểu hiện để thay đổi những cái mà mình chưa được tốt các bạn à, làm thật tốt những gì mình có hiện tại và mình chấp nhận hiện tại, chấp nhận quá khứ, à, bỏ qua quá khứ và chấp nhận hiện tại. Và cái thứ ba là đọc sách. Ha <laughs> ha, đọc sách. Không biết ở đây có ai thích đọc sách không? Nếu các bạn không thích đọc sách lắm các bạn bấm vào phần số 2 nè. Và các bạn thích đọc sách các bạn bấm vào phần số 3 nè. Có bao nhiêu người thích đọc sách và bao nhiêu người không thích đọc sách? bản thân vân á là trước khi mà Vân làm kinh doanh này vân không có thích đọc sách các bạn vân rất là ghét đọc sách sách nó giống như là uh, nó gây mê mình vậy đó khi mà mình cầm tới cuốn sách thì chuyện gì sẽ xảy ra ngục ngủ liền ngủ liền ngay tới cắt liền à? tại sao là tại vì không hiểu tại sao mà cứ cầm tới cuốn sách là ngủ nhưng mà khi mình mình hiểu ra được đó là cái sách đó, khi mình đọc sách á hello chú tới à đọc sách thì sách sẽ giúp mình rất là nhiều kiến thức và tại sao mình phải ăn tại sao mình phải ăn uống mỗi ngày các bạn <laughs> có phải là mình ăn uống mỗi ngày là tại vì cơ thể mình cần đúng không nhu cầu mình cần cơ thể mình cần và nếu mình không ăn thì chuyện gì sẽ xảy ra mình chết không có sống nổi đâu đúng không thì à, cũng vậy cái bộ não của mình á cái bộ não của mình luôn luôn lúc nào cũng cần kiến thức hết nhưng mà mình lại quá là hời hợt với cái đó và mình không có cho nó ăn các bạn không cho nó ăn à, mình cứ nghĩ là mình học ra trường rồi mình đâu có cần phải đi học nữa đâu đâu có cần phải bồi bổ kiến thức nữa đâu đúng không có ai nghĩ như vậy không nào à, đâu có cần phải học hành gì nữa đâu mình có kiến mình xong bằng đại học rồi hay là xong cái gì đó rồi thì mình chỉ đi kiếm tiền thôi nhưng mà mình vô tình là mình để cho cái bộ não của mình nó nó bị suy si nhược các bạn bị suy si nhược thì những cuốn sách À, khi mà vân à, học kinh doanh đó vân rất là thích đọc sách và nghe những cái video để để trao dồi kiến thức của mình thì một cuốn sách như vậy đó là bằng tâm huyết của một đời người ta kinh nghiệm tâm huyết của một đời người ta viết ra các bạn và chỉ trong vòng có một tháng à, hai tháng hoặc là một tuần mình đã nuốt hết tâm huyết của cả một đời người ta viết kinh nghiệm thành công của người ta viết vào trong này để mình có thể là cái hành trang cho cái cuộc đời của mình và nó giúp cho bộ não của mình đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ kiến thức kỹ năng thì làm sao mình nghèo được các bạn. Người ta nói là nghèo tiền nghèo bạc là nghèo tạm thời mà nghèo kiến thức, nghèo tư duy là nghèo cả đời. Và mình sanh ra đó, mình nghèo là không phải lỗi tại mình mà mình chết đi mà mình nghèo là lỗi tại mình lỗi tại mình lớn lắm luôn là tại vì hiện bây giờ phương tiện ở khắp mọi nơi hết các bạn khắp mọi nơi hết mà các bạn không có nắm bắt phương tiện là cái lỗi tại tôi mọi đàn nhá ok rồi cái thứ tư mình nên mở rộng mối quan hệ mở rộng mối quan hệ khắp mọi nơi bản thân vân á vân nhớ lúc mà vân làm kinh doanh new skin á cùng đồng hành mới vào đó thì vân không có mối quan hệ gì hết các bạn vân không có quen biết rộng rãi vân chỉ có biết uh, chỗ làm của mình rồi trong chùa thôi cũng không có đi chơi cũng không có thích chỗ đám đông nữa cho nên là mình không có cái mối quan hệ gì hết và khi mình cộng tác uh, cùng làm kinh doanh uh, với mọi người đó thì kinh doanh là mình cần phải có mối quan hệ mình cần phải biết được uh, thị trường nào chỗ nào mình cần tập trung và người nào mình cần tập trung thì lúc đó vân mới nghĩ tới là vân uh, tương tác làm việc trên facebook À, trên mạng xã hội và mấy anh chị biết không à, facebook á, là mình có trên 2 tỷ người chơi trên hai tỷ hai người chơi facebook mỗi ngày thì đó là một cái mối quan hệ rất là rộng rãi đúng không? thì mình nắm bắt cái cơ hội đó để mình có thể phát huy kinh doanh của mình, à, quen biết rộng rãi ngoài xã hội. nó không phải là cái cái việc xấu các bạn, nó là cái việc rất là tốt và để giúp cho mình thành công trong tất cả mọi lĩnh vực của mình. thay vì mình đi ra ngoài đường, mình sắp hàng chờ một cái gì đó, à, vô chờ vô ngân hàng hay là chờ mua một cái gì đó hay là ở ngoài đường, thì thay vì mình cầm cái điện thoại mình chơi, mình text mình chơi game à thì bây giờ mình quen mình làm quen những người xung quanh mình những người đang chờ với mình mình làm quen họ thì mình cũng được rộng rãi mối quan hệ xã hội các bạn để khi mà các bạn làm gì đó thì nó rất là dễ dàng hơn nhá cái đó là cái thứ tư cái thứ năm là muốn biết phải hỏi muốn biết phải hỏi người ta nói làm sao à muốn giỏi phải học ha muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học thì muốn biết thì mình phải hỏi khi mà mình không biết cái gì đó thì mình cần phải mở miệng mình cần phải hỏi mình nhờ nè cũng được mình xin cũng được mình hỏi cũng được mình làm sao để cho mình có thể biết cái đó rõ ràng cái đó các bạn à, khi mà mình mình đến với một ai đó mà mình muốn biết một cái gì đó mà mình sợ mình sợ à, người ta mình không dám hỏi này kia cái nọ à, thì ai là người lỗi lỗ ai là người thiệt thòi đúng không cho nên là mình muốn biết mình cần phải mở miệng để hỏi và nếu mà các bạn không hỏi thì cái người liệu thiệt thòi sẽ là mình và mình sẽ vĩnh viễn không biết cái đó không có câu trả lời cho cái những gì mình đang rút mắt đúng không cho nên là muốn biết thì phải mở miệng hỏi thì mình mới học được còn nếu không thì mình vĩnh viễn mình sẽ rất là nghèo về cái những gì mình muốn cần biết Ờm um cái thứ sáu mở rộng học hỏi luôn hoàn thiện bản thân luôn có lòng cầu tiến ok mở rộng học hỏi luôn hoàn thiện bản thân luôn có cái lòng cầu tiến mình sống trong thế giới này mình nói là uh, thôi tôi an phận rồi thật sự ra cái tự an phận đối với các bạn là cái gì có nghĩa là các bạn đủ chi trả cho gia đình mày thôi đúng không hay là an phận là tôi không có muốn làm thêm cái gì nữa hay là như thế nào nhưng nếu mà các bạn phát triển mình mở mở rộng cái 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 à uh, mở cửa trái tim hả uh, <laughs> mở cửa trái tim hả uh, mở rộng cái lòng của mình để đón nhận những cái ở ngoài kia vào mình đón nhận những cái uh, kiến thức nè những cái kỹ năng nè những cái lớp học rất là uh, rất là giúp hữu ích cho mình nè À, và mình luôn luôn học hỏi luôn luôn cầu tiến các bạn à, đón nhận tất cả những ý kiến của họ của những người xung quanh thậm chí đứa con nít 3 tuổi nó nói những câu hay mình còn cũng cần phải học chứ không phải là không đúng không mình cần phải lắng nghe nó mình cần phải học chứ không thể nào mà nói là tao là người lớn tao là đúng hết đâu đúng không Uh, mẹ là người lớn mẹ nói là con phải nghe thật sự ra chưa chắc các bạn thời buổi bây giờ là thế kỷ 21 rồi đừng có nghĩ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó và cha mẹ nói gì con phải nghe không có đâu nó cãi tới bến luôn nếu mình nói không 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 có lọt lỗ tai nó là nó cãi tới bến luôn á nó cãi tới ngày mai luôn nó cũng cãi nữa cho nên là uh, mình cần phải lắng nghe người đối phương và mình mở lòng ra để mình lắng nghe một cách thật là chân thành để mình hiểu được cái ý của người ta là cái gì mình mở ra để mình học các bạn và mình luôn luôn với cái tâm cầu tiến cái tâm hoàn thiện mình tôi hoàn thiện bản thân của tôi để tôi làm người tốt hơn tốt hơn hôm qua à, tôi cầu tiến là để tôi muốn mình có cuộc sống sung túc hơn hôm nay à, tương lai tôi sẽ là tốt hơn hôm qua có nghĩa là mình lúc nào mình cũng phải học hỏi lúc nào mình cũng phải muốn mình tốt hơn các bạn tốt hơn chứ đừng có nghèo quá là nghèo kiến thức nghèo kỹ năng là nghèo vĩnh viễn ok à, đó là cái thứ sáu cái thứ bảy cái thứ bảy cũng khá là quan trọng là tất cả những gì các bạn học các bạn cần phải hành động cần phải hành động hành động và hành động và chỉ có hành động mới giúp mình thành công trong những cái lĩnh vực nào mình muốn thôi ok và nếu mình hành động mình thất bại mình làm không xong thì mình sẽ làm lại, mình tiếp tục mình làm lại, các bạn mình tiếp tục mình làm lại. thí dụ như các bạn muốn đổ một cái bánh kem rất là ngon, một cái bánh bông lan ngon, thì có phải là các bạn làm học về làm một lần một nó thành công không? chưa chắc đúng không? mình cần phải nướng khét bao nhiêu cái bánh nè, rồi nó mới nở phòng, nó mới thơm ngon, nó mới như ý muốn của mình được các bạn. À, cũng vậy, làm kinh doanh cũng như là giao tiếp ngoài xã hội cũng như là cái gì đó mà các bạn muốn thành công đó không phải là các bạn làm một ngày một bữa mà các bạn có thể thành công đâu và tất cả những cái gì mình làm mình đều phải có nhẫn nại trong những gì mình làm vì những gì đến với mình nó đều là những cái thử thách thử thách nó đến với mình và vân chỉ muốn các bạn coi cái thử thách đó và trải nghiệm nó và những cái thử thách mà mình không được như ý muốn của mình đó là mình học được một cái bài học gì và từ cái bài học đó mà mình mạnh mẽ hơn, mình vững vàng hơn để lần sau mình sẽ không dấp ngã như thế nữa đó nữa và uh, uh, các bạn biết là ông KFC đó, ông uh, gà rán đó, ông mà mà cái người mà uh, có cái công thức gà rán đó là ông ta đi một ngàn ông ta sáu mươi mấy tuổi rồi các bạn nhé và ông ta đi một ngàn lẻ một cái 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 chỗ để mà chào hàng chào cái món gà rán của ông ta đó là trên một ngàn lần một ngàn lẻ một mới thành công và có mới mới có một uh, cái chủ tiệm check uh, uh, out nhỏ nhỏ fast food nhỏ nhỏ đồng ý để để đem cái công thức gà rán ông để bắt đầu làm trong nhà hàng của ông ta là một cái nhà hàng nhỏ thôi các bạn mà để rồi bây giờ thì các bạn biết là kfc là cái 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 cửa hàng gà rán đó, nhà hàng gà rán gà 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 rán gà gà chiên đó là nó phát triển khắp mọi nơi trên thế giới hết các bạn có thấy lợi hại không và nếu như ông ta bỏ cuộc thì ông ta sẽ không có ngày thành công cho nên cái rất là quan trọng là um, các bạn cần phải hành động học những cái gì làm cái đó hành động và hành động và chỉ có hành động thì mới giúp mình thành công trong những cái gì mình muốn và nếu có thất bại thì chúng ta làm lại các bạn và mình nhìn những cái người thành công đó nếu như những cái gì mà mình đang làm mà đã có một người thành công rồi thì tôi sẽ có cơ hội thành công và nếu như có rất là nhiều người thành công rồi thì tôi sẽ chắc chắn là người kế tiếp và nếu như chưa có ai thành công và tôi là người biết sản phẩm này đầu tiên hết mà sản phẩm này nó cực kỳ tốt thì tôi sẽ là người đầu tiên thành công các bạn cho nên là lúc nào mình cần phải có một cái tư duy mạnh mẽ tư duy vững vàng trong tất cả những gì mình làm và mình cứ tiếp tục tiến về phía trước hành động chia sẻ hành động hành động cứ làm 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 và làm càng lâu thì chắc chắn là cái cái sự thành công của các bạn nó đến gần hơn nữa các bạn đó là bảy cái mà vâng bảy cái bí quyết mà tự tạo ra may mắn để thành công cho mình trong lĩnh vực kinh doanh cũng như là um, à, tất cả các lĩnh vực về xã hội giao tiếp xã hội hoặc là công sở thì tất cả cái này nó là cái chìa khóa bảy cái bí quyết này nó là cái chìa khóa để nó giúp mình thành công các bạn và đặc biệt là thành công trong kinh doanh à, đó là những cái mà vân chia sẻ không biết nãy giờ các bạn có ai còn nhớ bài không nè còn nhớ bài các bạn bấm như vân ở dưới nha bảy cái um, bí quyết mà có giúp mình thành công và có ai uh, cam kết với vân đó, phải hỏi sao à, nãy giờ ai ai thấy những cái bài bài chia sẻ của vân có lợi lạc cho mình các bạn có thể bấm dùm vân số 3 dùm vân nào các bạn thấy cái bài chia sẻ vân có lợi lạc cho các bạn các bạn bấm dùm vân số 3 ha oh sorry các bạn bấm vân số 4 nha bấm số 4 và ai hứa với vân học cái bài này cam kết làm okay, thấy lợi lạc và làm để giúp cho mình thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh cũng như lĩnh vực nào đó mà mình đang muốn. Các bạn có thể giúp Vân bấm số 5. Để Vân coi bao nhiêu người. Tại vì hiện bây giờ hai mươi mấy người đang xem Facebook live trực tiếp mà mình uh, Vân gom hết cái cốt lũy của những gì Vân đã trải qua để đem cống hiến cho quý vị mà quý vị nghe mà quý vị không có hành đó, không có làm đó thì cũng ổn à uống cái công quý vị coi và cũng thè, Vân thấy cũng 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 hơi buồn chút xíu là tại vì những cái gì mình cống hiến cho ra nó lại không có kết quả. À cho nên là ai hứa với Vân học những cái này và hành theo những cái này, các bạn có thể bấm dùm Vân số 5 ha. Và nếu các bạn thấy những cái này mà có lợi ích cho mình và cho những người khác thì các bạn cũng có thể share ra chia sẻ cái video này để mình có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh tất cả mọi người xung quanh mình và ai đó hữu duyên cùng mình các bạn nhé à, một lần nữa vân cảm ơn cả nhà um, rất là nhiều luôn luôn theo dõi vân luôn luôn cùng đồng hành với vân và hẹn gặp lại vào facebook chương trình kỳ sau cả nhà nhé chào tạm biệt hẹn gặp lại ok